Thưa quý vị khán giả, sau hơn một năm phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Cạn lần thứ 6 năm 2020-2021 đã có 8 giải pháp đạt giải. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại quá trình tổ chức cuộc thi cũng như một số đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật nổi bật trong năm qua. Với chức năng tập hợp đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã khuyến khích phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong đội ngũ trí thức bằng hình thức tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Qua 5 lần tổ chức, hàng trăm đề tài nghiên cứu đã gửi về tham gia cuộc thi. Các lĩnh vực sáng tạo phong phú và đa dạng trên tất cả các lĩnh vực như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, lĩnh vực y dược, giáo dục và đào tạo. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Cạn lần thứ 6 năm 2020-2021 được tổ chức trong điều kiện hoàn cảnh rất đặc biệt, chưa có tiền lệ trong thực tiễn. Đó là Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Cạn cùng cả nước tập trung nguồn lực, con người cho công tác phòng chống, từng bước đẩy lùi dịch COVID-19. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến các địa phương, công tác phối kết hợp nhịp nhàng giữa các thành viên ban tổ chức hội thi, liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, cơ quan thường trực hội thi, thường xuyên thăm nắm cơ sở cùng với sự đam mê nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến của các tập thể cá nhân. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Cạn lần thứ 6 năm 2020-2021 đã có 30 hồ sơ giải pháp kỹ thuật của các tác giả, nhóm tác giả từ các đơn vị địa phương gửi về tham dự. Hội thi năm nay xuất hiện những giải pháp sử dụng công nghệ cao, khai thác hiệu quả nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tạo ra những sản phẩm hàng hóa được thị trường ưa chuộng như công nghệ tách chiết hoạt chất quý trong cây gắm thành tinh bột siêu mịn dưới dạng viên nang. Tham gia hội thi năm nay còn có những công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học được ứng dụng vào thực tế, được đánh giá cao, được Hội đồng Khoa học của tỉnh và của ngành cấp trung ương đánh giá cao như đề tài quản lý chăm sóc sức khỏe người nhiễm virus viêm gan B tại cộng đồng của bác sĩ Tạc Văn Nam và các cộng sự. Về cái hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Bắc Cạn lần thứ 6 năm 2020-2021 thì diễn ra trong cái thời gian mà tình hình dịch bệnh COVID cũng diễn biến rất là phức tạp. Tuy nhiên thì ban tổ chức cũng đã quyết liệt chỉ đạo rồi là linh hoạt trong công tác tuyên truyền vận động. Do đó là tất cả các cái lĩnh vực của hội thi đều có các cái giải pháp và dự thi. Ngoài ra, hội thi năm nay còn có nhiều giải pháp cải tiến công cụ, máy móc, giải pháp phần mềm, theo dõi tiến độ giải quyết, thống kê, báo cáo tội phạm, tin báo, vụ án hình sự, tai nạn giao thông, cháy nổ trong lực lượng công an. Phần mềm giới thiệu di sản văn hóa dân tộc Dao, chăn nuôi và sơ chế gà lá quế vi sinh, phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, tạo ra các sản phẩm chế biến từ quả quýt trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, trà trị ho từ thiên nhiên, vân vân. Hội thi năm nay thì cũng chưa có giải nhất. Thì chúng tôi đánh giá rằng đây cũng là một cái thách thức cũng như là một cái mốc cao đòi hỏi các cái nhà khoa học cũng như là các cái nhà sáng chế của tỉnh Bắc Cạn cần phải phấn đấu hơn nữa trong cái thời gian tiếp theo. Các giải pháp đạt giải hội thi năm nay đều là những sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật xuất phát từ thực tế, hoạt động sản xuất, lao động, công tác của các tác giả, đồng tác giả và đã được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội trong thực tiễn, được Hội đồng Giám khảo, Ban tổ chức đánh giá cao. Thì rất mong rằng cái cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật này phải trở thành cái việc làm thường xuyên, 2 năm một lần và cố gắng làm sao phong trào này phải sâu rộng đến tận từng cơ sở sản xuất, từng con người và chúng ta sẽ phát hiện những nhà sáng chế không chuyên phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và với cách chỉ đạo ấy, chúng tôi rất mong cấp ủy đảng, chính quyền các cấp sẽ cùng với Liên hiệp hội để tạo ra cái phong trào ngày càng sâu rộng hơn. Có thể nói, những năm qua, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Bắc Cạn do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tổ chức đã góp phần khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong tất cả các đối tượng, không phân biệt lứa tuổi, trình độ học vấn, chuyên môn, thành phần kinh tế. Thông qua hội thi, nhiều đề tài sáng kiến đã được ứng dụng trong thực tiễn lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đây là niềm động viên khích lệ cho đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục sáng tạo, nghiên cứu, cải tiến trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị khán giả, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn có nguồn cây dược liệu cực kỳ phong phú và có tiềm năng lớn trong việc sản xuất các chế phẩm có giá trị cao, có nguồn gốc dược liệu, trong đó có cây gắm. Đây là loại cây mọc hoang tự nhiên khắp vùng núi phía Bắc của nước ta, có giá trị hàm lượng các hoạt chất hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp và bệnh gút rất cao. Để nâng cao giá trị gia tăng của cây dược liệu tại địa phương, công ty cổ phần Cucumin Bắc Hà đã áp dụng công nghệ tách chiết hoạt chất quý trong cây gắm thành tinh bột siêu mịn dưới dạng viên nang. Sản phẩm hiện nay đang được sản xuất tại công ty cổ phần Cucumin Bắc Hà Bắc Cạn và được nhiều khách hàng tin dùng. Nhận thấy tình trạng khai thác cây gắm trên địa bàn tỉnh vẫn còn ở dạng quy mô nhỏ lẻ, quy trình chế xuất còn thô sơ, chưa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hiệu quả tách chiết không cao dẫn đến sản phẩm bảo quản khó, nhóm tác giả của công ty cổ phần Cucumin Bắc Hà đã nghiên cứu quy trình công nghệ chiết xuất tinh chất từ cây gắm và đã tách được hoạt chất từ cây gắm về dạng bột siêu mịn sản phẩm dưới dạng viên nang. Đây là sản phẩm duy nhất chiết xuất được dạng này tại Việt Nam. Hiệu quả kinh tế của viên nang nano gắm thì nó mang lại cực kỳ lợi ích cho người sử dụng và chất lượng được kiểm soát rất là ở chỉ số coi như là Bộ Y tế cho phép, thứ nhất. Thứ hai là coi như là rút được quá trình điều trị và chỉ dẫn cho người tiêu dùng một cách dễ gọn gàng. Công nghệ tách chiết hoạt chất quý trong cây gắm thành tinh bột siêu mịn dưới dạng viên nang là một trong những đề tài tiêu biểu tại Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ 6 do ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Dây gắm sau khi thu hái từ tự nhiên sẽ được rửa sạch và thái nhỏ. Nguyên liệu sẽ được đưa vào nồi chích ly ở nhiệt độ 80 đến 100 độ C trong 6 tiếng. Sau khi chích ly, hoạt chất trong cây gắm sẽ được lọc bằng máy để loại bỏ hoàn toàn tạp chất. Sản phẩm thu được là hoạt chất tinh khiết sẽ được sấy bằng công nghệ đặc biệt và sẽ thu được dạng bột độ ẩm 3 đến 7%. Bột sẽ được đưa vào phòng lạnh để làm nguội, tránh hiện tượng hút ẩm lại từ môi trường bên ngoài. Sau đó, bột sẽ được đưa vào máy nghiền để đưa các hạt bột về dạng bột mịn có kích thước đồng đều. Hoạt chất tinh khiết ở dạng bột siêu nhỏ được cô đọng thành viên nang và đóng vào lọ thủy tinh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp cho người sử dụng dễ dàng, tiện lợi, chính xác liều lượng dùng mỗi ngày. Với cái công nghệ nano này thì chúng tôi đã làm được cái tinh chất nano từ cây gắm thì hiệu quả gấp nhiều lần so với lại dạng cao. Bởi vì dạng cao nó còn thủy phần, thứ nhất, thứ hai là cũng gây khó khăn cho người sử dụng khi mà phải định lượng ra một cái hàm lượng nhất định nào đấy thì sẽ khó được kiểm soát. Mà đã khó kiểm soát thì sẽ có gây ra một số cái tác dụng không mong muốn khi người sử dụng mà người ta không kiểm soát được cái hiệu quả đó. Và cái thứ hai nữa là cái viên nang gắm ra đời này thì tiện cho tất cả mọi cái đối tượng sử dụng là mang đi du lịch, công tác, mọi lúc mọi nơi đều có thể sử dụng. Công nghệ tách chiết hoạt chất quý trong cây gắm thành tinh bột dưới dạng viên nang đã góp phần nâng cao giá trị của cây dược liệu ở địa phương, có thể phát triển cây gắm thành vùng xen canh với rừng sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho người nông dân. Thưa quý vị khán giả, sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn Nà Ruồng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, anh Hoàng Văn Duẩn luôn đam mê tìm hiểu kiến thức về khoa học công nghệ để sáng tạo những sản phẩm áp dụng vào thực tế lao động sản xuất. Nhận thấy việc kéo gỗ vật dụng hàng hóa nặng lên thùng xe để vận chuyển cần rất nhiều nhân lực, thời gian, anh Hoàng Văn Duẩn đã tìm tòi sáng chế thành công tời kéo cẩu gắn trên máy kéo nông nghiệp đa năng giúp tiết kiệm sức người và chi phí. Sau đây mời quý vị khán giả cùng chúng tôi tìm hiểu về sáng kiến này. Sinh ra và lớn lên ở miền núi, chứng kiến cảnh người dân vận chuyển gỗ hàng hóa ở địa hình đồi núi chủ yếu bằng sức người rất khó khăn, chi phí thuê xe chuyên dụng tời cẩu và vận chuyển hàng hóa cao, anh Hoàng Văn Duẩn đã sáng chế tời kéo cẩu gắn trên máy kéo nông nghiệp đa năng, bao gồm một máy tời chạy bằng hộp số, động cơ xe máy 7 HP, hộp số giảm tốc 11 lần, các tời đường kính 10 mm, dài 100 m, khung cẩu hình chữ L làm bằng ống sắt, một hệ thống dòng dọc cho cáp chạy, tất cả gắn trên máy kéo nông nghiệp có thùng hàng để vận chuyển hàng hóa. Thì đã được ứng dụng là một số doanh nghiệp như là khoáng sản để đi vận chuyển vật tư như là máy móc nặng như là motor, tời gòn hoặc là kéo cây, xoan, mít thì lên thùng xe mà những người bốc vác
họ cần tới khoảng tầm 10 đến 15 người mới bốc được. Tơi kéo, cầu gắn trên máy kéo nông nghiệp của anh Duẩn có thể cầu được những vật nặng dưới 1 tấn, kéo xa được 100 mét mà sức người không thể làm được. Cách vận hành đơn giản, người vận hành cầu không cần có trình độ chuyên môn cao. Hiệu quả kinh tế của thiết bị tơi kéo này là chi phí thấp do tận dụng được động cơ xe máy, cũng như tận dụng được các thiết bị khác đã qua sử dụng, lắp đặt đơn giản, trong khi xe cầu chuyên dụng thường không đi vào được những nơi có địa hình khó khăn. Cần không gian rộng để vận hành, chi phí cao thì máy tời của anh Duẩn có thể hoạt động ở nhiều địa hình, giảm chi phí, giảm công lao động. Mong truyền bá cho các bà con nông dân có máy kéo để họ biết, họ tự làm theo ý tưởng của em. Chứ mong muốn là bà con bớt khổ, bớt sử dụng sức người để trong công việc. Với những ưu điểm và hiệu quả vượt trội, máy tời kéo của anh Duẩn đã được sử dụng tại công ty khoáng sản Bắc Cạn và được nhiều người dân trong huyện sử dụng. Đến nay, máy đã sử dụng để cầu, tời cho hàng nghìn chuyến hàng. Đây cũng là một trong những sáng chế của tỉnh Bắc Cạn được lựa chọn tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16. Thưa quý vị khán giả, theo quy định, hàng ngày các phòng nghiệp vụ công an các huyện, thành phố thuộc công an tỉnh Bắc Cạn phải báo cáo tình hình tội phạm, tin báo vụ án hình sự, tai nạn giao thông, cháy nổ về phòng tham mưu bằng văn bản. Hình thức này có nhiều hạn chế như một vụ án, vụ việc phải báo cáo nhiều lần, mất nhiều thời gian để tra cứu nội dung, xây dựng, nhập số liệu vào biểu Excel và báo cáo chung của công an tỉnh. Theo thời gian, số liệu, dữ liệu trong các vụ án, vụ việc khó kiểm soát, mặt khác do nhập số liệu thủ công nên gây khó khăn cho lãnh đạo, chỉ huy khi muốn tra cứu số liệu để nắm tình hình các vụ việc, vụ án. Từ các tồn tại hạn chế trên, nhóm tác giả của Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bắc Cạn đã nghiên cứu xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết, thống kê, báo cáo tội phạm, tin báo, vụ án hình sự, tai nạn giao thông, cháy nổ trong lực lượng Công an tỉnh Bắc Cạn. Phần mềm theo dõi tiến độ, giải quyết, thống kê, báo cáo tội phạm, tin báo, vụ án hình sự, tai nạn giao thông, cháy nổ trong lực lượng Công an tỉnh Bắc Cạn là một phần mềm sử dụng một máy chủ để lưu dữ liệu. Sử dụng mạng WAN của Công an tỉnh để kết nối giữa máy trạm với máy chủ. Người dùng có thể khai thác và sử dụng các thẻ chính trong phần mềm, gồm thẻ nhập quản lý dữ liệu, thẻ báo cáo thống kê chứa 11 biểu tội phạm, vụ án tai nạn giao thông, đối tượng phạm tội, thẻ theo dõi tiến độ các vụ án đang điều tra. Các số liệu trong phần mềm luôn gắn với dữ liệu các vụ án, nên khi bấm chuột vào số tự nhiên trong các bảng biểu, người dùng sẽ xem được nội dung tiến độ giải quyết vụ án. Và trước khi thực hiện phần mềm này là tôi cũng đã thực hiện bằng viết các hàm trong file Excel và cũng có thể theo dõi được. Nhưng mà Excel lại có một đặc điểm là không thể chia sẻ được với các đơn vị khác. Và như thế là nó cũng chưa được phổ biến. Sau đó là tôi đã phối hợp cùng đồng chí Trung và nghiên cứu để xây dựng cái phần mềm này để cùng sử dụng và cùng chia sẻ với các đơn vị và góp phần là số hóa cái cơ sở dữ liệu của công an tỉnh. Hiện nay, phần mềm đã được áp dụng tại các phòng nghiệp vụ điều tra, trinh sát, công an các huyện, thành phố. Kết quả cho thấy người dùng dễ dàng sử dụng với hướng dẫn tiếng Việt, thao tác đơn giản trên máy tính. Cơ sở dữ liệu được nhập vào máy chủ, sau đó sẽ trích số liệu ra các bảng biểu báo cáo theo thời gian, loại tội, loại đối tượng. Do vậy, các đơn vị chỉ cần nhập dữ liệu một lần, công an tỉnh sử dụng nhiều lần để thực hiện nhiều báo cáo. Phần mềm cũng tích hợp dữ liệu, liên kết dữ liệu giữa các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thành phố trong công an tỉnh đã hạn chế tình trạng mất, thất thoát dữ liệu, đồng thời dữ liệu được chia sẻ trên hệ thống để tất cả đơn vị nghiệp vụ sử dụng. Phần mềm này thì trong quá trình triển khai là cũng cơ bản là cũng còn là khó khăn. Thì đối với tôi là chuyên môn là không phải là thống kê báo cáo, tôi chỉ là một kỹ sư kỹ thuật. Thì tôi đã phối hợp với đồng chí Thế và tạo nên cái phần mềm này. Thì quá trình làm thì cũng phát sinh rất nhiều là lỗi. Chúng tôi là vừa làm vừa sửa. Nên là trong quá trình này cũng rất là khó khăn. Thì hiện tại thì cơ bản là phần mềm cũng đáp ứng được cái nhu cầu đề ra từ ngay từ đầu. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng đăng ký sáng kiến với công an tỉnh. Phần mềm đã góp phần giảm thời gian, giảm nhân lực thực hiện công tác thống kê báo cáo, liên kết dữ liệu giữa các phòng nghiệp vụ, góp phần số hóa dữ liệu về tội phạm vi phạm pháp luật của lực lượng công an tỉnh Bắc Cạn. Thông qua phần mềm đã góp phần giảm thời gian nhân lực thực hiện công tác thống kê báo cáo trong lực lượng công an tỉnh, giúp tăng cường nhân lực thực hiện công tác khác như trinh sát, khám phá các vụ án, vụ việc, góp phần duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.